để quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vô cùng thân mật kính chúc quý vị cũng là số ai đi hồn đến trời, hỏi đâu sự người bản một kẻ ác quê ta. Và cảm ơn quý khách gần xa đã đến dự đám cưới của hai nhà chúng tôi. Và quý vị hãy ổn định chỗ ngồi và cùng chúc phúc cho em con đi chồng. Và đám cưới thì thực tế là những câu hôn. Chắc quý vị cũng cảm thấy vui lòng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và vâng, thưa quan kiều hai ông, thưa toàn thể hôn hôn, từ sự nhất trí của hai bên gia đình, cũng như được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai bạn trẻ trong một thời gian kiến thức và tìm hiểu. Đến hôm nay, cô dâu Thị Ngọc và chú rể Văn Hòa cũng đã cùng nhau đi đến bờ hạnh phúc. Và buổi tiệc cưới ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng thưa toàn thể nghị sĩ và quý vị, chị sẽ hướng mắt về phía cổng hôn trình đấy, chào đón đôi tân lang tân lương đẹp nhất lộng lẫy nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là cô dâu Thị Ngọc sánh vai cùng chú rể Văn Hòa tiến về nơi này kính yêu. Trải qua bao nhiêu ngày tháng đợi chờ, không tình yêu qua bao nhiêu năm tháng chờ đợi, cho đến một ngày chú rể Văn Hòa thì cũng về thưa với mẹ cha, thưa với ông bà làm lễ chầu cầu, và cô dâu thì học thì cũng về thưa với gia đình, mà gia đình đồng ý cho mình đến ta. Ông thưa toàn thể quý chị và hai bạn được như ngày hôm nay cũng không thể quên được những người bố, những người mẹ, những người đã sinh thành ra hai nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ hướng mắt về phía cổng hôn trình cưới, chào đón đại diện của hai bên gia đình. Các bạn về bên phía họ gia đình nhà gái, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bố Lò Văn Trung và mẹ Quang Thị Liên cùng đại diện gia đình nhà gái ạ. Dạ vâng, về phía họ gia đình nhà trai, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố Lò Văn Xeo và mẹ Bạc Thị Minh cùng với đại diện gia đình nhà trai. Còn xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình sẽ nhanh chân dẻo bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là xin mời hai bố hai mẹ chúng ta lên sân khấu. Con xin chào tổ ba Hà Đẩy người đẹp chàng, cầu chữ ít dài và chữ vàng tổ ba, mất quả tổ chức và Hà Đẩy, tổ chức kết thúc Hà Đẩy, kết thúc như thế có tổ chức tới đầu lần sau Hà Nô và điều kiện vừa đến kia, có thể dựng thương tổ chức cả bác vơi ở phòng đề từ đầu Hà Phương, trong khoảng sáng ra, trong miền sáng xã, có cả ba tỉnh cầu màu vùng cho bác vào đường Hà Nô và điều tổ áo trở to, cách như một cầu sáu nạ cà cào với cả dân hai sự thái thương nhân, không có sẵn hiểu gì, cho chúng bạn còn nghe từ đầu bản tin và cả đất chưa nào lần tràn đầy riêng đây bạn có ngồi tướng chào đàn bất cứ niềm vui có ngồi tướng chào mừng chúc là con bé hơn từ tất cả con bé đến đại thần con bé hơn chú lòng chú ba có con biết bạn chú hầu cùng những biết phận của con sáu đời con chào đàn biết biết đàn hiểu biết đàn nhớ chào mừng và cả hầu thẳng thẳng hương và cả con xỉn sắc màu sờ rất nhiều khó khăn biết đỡ giúp bạn xin yêu đây. Vâng thưa các bạn, chương trình đúng là yêu nhau từ khoảng gần xa, cầu hôn cái vị đúng nhận và xa, yêu nhau thì chẳng cả một khoảng gần xa, giá thành cũng không còn là nhiều. Vâng thưa các bạn, chương trình của tình yêu yêu và yêu, và đây cũng sự thấy nhau rất là đủ đoàn với tất cả chúng ta, và cũng là sự nhất trí của hai bên gia đình, và cũng là sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai bạn trẻ trong thời gian quen biết và tìm hiểu. Đến hôm nay, thưa các bạn, thì học và chú rể Văn Hòa chúng tôi cũng đã cùng nhau đi đến bờ hạnh phúc. Sau buổi tiệc cưới ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng thưa toàn thể quý vị và chắc chắn từ đây hai trái tim vàng trong năm chúng ta nhịp nhàng bên nhau có chồng không thể lấy bao cho môi em thắm cho lòng anh say và xin con thì bởi mẹ cha chương trình phúc chúng ta lo cầu thất cả mong đợi tháng ngày mà lấy được hạnh phúc vui dụng từ đây. Vâng thưa toàn thể quý vị và trong giây phút thời gian trong bài này ta tổ chức chi tiết rằng công bố lễ cưới của đôi vợ trẻ cô dâu Thị Ngọc và chú rể Văn Hòa chính thức được bắt đầu. Và đầu tư cho ngày quý vị, đây là những giây phút hân hoan hạnh phúc nhất của cô dâu Thị Ngọc và chú rể Văn Hòa cũng như của hai bên gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng xin được chúc hai em sẽ được trăm năm tình viên mãn, ban đầu khi đất phù mê, và chúc cho hai họ sẽ được nắm tình không xa.
không cho nên tôi ngày duy trì và để sức anh chị có được những hôm nay thì xin mời hai em đứng lên để trước cuối là trước một bước nhỏ xin mời chú rể Văn Hòa cùng cô dâu Thanh Ngọc chúng ta sẽ tiến về lên phía trước một bước nhỏ. Vâng thưa toàn thể nguyên trình và trong ngày vui trong ngày này, những người bố, những người mẹ và những người thân của gia đình cũng có những món quà thật là ý nghĩa để gửi tặng cho các bạn của mình trong buổi trưa ngày nay. Và quý vị sẽ hướng mắt về sân khấu chào đón món quà đầu tiên ạ. Vâng, món quà đến từ bố mẹ. Thông tin ra cô dâu của chúng ta trong buổi trưa ngày nay rất có món quà để gửi tặng cho hai con của mình trong ngày vui trong ngày này. Xin trân trọng kính mời cô chú ạ. Vâng. Vâng, xin mời cô chú sẽ trao món quà ý nghĩa nhất cho hai con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị cũng được tình cha thì ấm áp như vầng thái dương đúng không ạ? Tình mẹ thì bao la dạt dào như biển cả, cha mẹ đánh lười muốn luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Vâng, hôm nay thì cô chú có món quà, có món quà rất là ý nghĩa để gửi tặng cho hai con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xung hải xung em ơi, áo cỏ coi áo cỏ cũng dùng cái trong hương hở tây hương này nữa, xung hải xung em đó. Vâng thưa tập thể vị trí đúng là cha thì là núi, mẹ thì là sông, các con hiếu thảo nhớ ơn Di Thành, mà nghĩ mẹ thì như biển rộng, công cha thì tượng trời cao, ông Di Thành hữu dụng bởi vợ tượng người cao, mà cha mẹ thì ơn sâu tượng đất trời, nuôi con lâu nhọc chẳng đầy hơi, mở bằng tay lớn ôm con trẻ, mà dẫn dắt con đi khắp cuộc đời. Vâng thưa tập thể vị trí, xin con ra và chăm lo cho con từ người tưởng và thơ, và hôm nay thì con đã lớn hơn và con đã lên xe hoa về nhà chồng. Mẹ có bố mẹ cũng một món quà thật là ý nghĩa để tặng cho con, đó là xin cảm ơn con. Món quà ấy từ bố mẹ của cô dâu. Và món quà thứ hai, bằng chất xin tặng giới thiệu và kính mời gia đình chú Thím Tiện Tân và gia đình chú Thím Tiện Tân cũng có một món quà thật là ý nghĩa để gửi tặng cho hai cháu của mình. Xin trân trọng kính mời cô chú. Vâng, xin mời món quà đến từ gia đình chú Thím Tiện Tân. Vâng, xin mời chú Thím sẽ dẻo bước lên sân khấu tình yêu để trao món quà ý nghĩa cho hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và toàn thể quý vị chúng ta vẫn không ngừng hướng mắt lên sân khấu tình yêu để cùng chúc chia niềm vui, niềm hạnh phúc của cô dâu Thị Ngọc và chú rể Văn Hòa cũng như của hai bên gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời chú Thím sẽ lên trao món quà ý nghĩa cho hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng thưa toàn thể quý vị, người ta nói về công tác của các cô nói xảy ra thì ta là chú. Vâng ạ, chú cũng là thay mặt cho người cha, mà người Thím thì cũng thay mặt cho người mẹ của cô dâu chúng ta trong ngày buổi trưa hôm nay. Và chú Thím có một món quà thật là ý nghĩa để gửi tặng cho hai cháu của mình trong ngày buổi trưa ngày nay. Thay mặt cho gia đình, mỗi lần cho hai cháu xin chân thành cảm ơn tình cảm đến từ món quà đến từ chú Thím ạ. Quà đến từ bố mẹ, đến từ chú Thím Tiện Tân và đến từ cô chú, đến từ những người thân yêu trong gia đình. Có những món quà ý nghĩa để gửi tặng hai em, hai con, hai cháu của mình của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn chú Thím Tiện Tân và có một quà thật ý nghĩa trong ngày buổi trưa hôm nay. Vâng, và xin mời món quà đến từ gia đình cô chú Thi Phương. Vâng, gia đình cô chú Thi Phương cũng có một món quà ý nghĩa để tặng cho hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời cô chú sẽ nhanh chân dở bước lên sân khấu để trao cho hai cháu của mình món quà ý nghĩa nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn gia đình cô chú Thi Phương. Có món quà thật là ý nghĩa thì tặng cho hai cháu của mình trong ngày vui trong ngày này. Cũng thay mặt cho gia đình và thay mặt cho hai cháu, xin chân thành cảm ơn tình cảm chân thành nhất của cô chú đã dành cho các cháu trong ngày vui trong ngày này. Xin chân thành chân trọng cảm ơn gia đình cô chú Thi Phương. Vâng thưa toàn thể quý vị, và một lần nữa bằng chất xin chân thành cảm ơn món quà đến từ bố mẹ của cô dâu. Và xin chân thành cảm ơn món quà đến từ gia đình chú Thím Tiện Tân. Và ban tổ chức cũng xin thay mặt gia đình xin cảm ơn món quà đến từ cô chú Thi Phương. Và xin chân thành cảm ơn cô chú và gia đình và các món quà thật ý nghĩa trong ngày buổi trưa hôm nay. Và xin chân thành cảm ơn. Và là bạn để tiếp theo chương trình các buổi lễ hội hôm nay thì xin mời hai em sẽ tiến về phía tân buổi trưa ngày hôm nay, và hai em sẽ tay chung tay nhau rót chai champagne đầu tiên lên hát ly rượu tình yêu. Vâng, xin mời hai em sẽ rót chai champagne đầu tiên lên hát ly rượu tình yêu. Vâng, và anh chị đúng là chị nào chưa nhất đã say rượu tình chưa nhất mà say thiếu này, cùng nhau rót chén rượu mừng dấu cay dấu nhạt, xin mừng quên nhau chân lon thì đầu bạn mãi đầu
nếu cầu ý hợp tập đầu hôm nay ạ. Vâng, đây là những giây phút hoàn toàn hạnh phúc nhất của đoàn bạn chúng tôi trong buổi chiều hôm nay, và chúng ta không ngừng hướng mắt về sân khấu cũng như là quan trọng TV. Em luôn thả tim hiện tại và hãy quay về phía của đôi bạn trẻ tôi trong buổi chiều hôm nay. Mời cô dâu phụ học em nâng hai ly, em mời bố mẹ chồng của em và chúng ta được phát hoa. Em cũng nâng hai ly của em, mời bố mẹ vợ của em. Thưa các quý vị, chúc chung thì ta để phần cha, chúc hiếu phần mẹ, phần đôi ta chân tình nữa ạ. Chúc đời mẹ cũng nâng ly rượu nồng, ly rượu đa đôi của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng